Vậy thì để trở thành giáo viên nói chung và trở thành giáo viên Montessori mầm non và tiểu học nói riêng cần phải hội đủ những cái yêu cầu, những cái tố chất, những cái quan điểm, những cái phẩm giá cách như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong livestream ngày hôm nay nhé. Và bây giờ như thường lệ chúng ta hãy chia sẻ livestream này đến cho cộng đồng với quan điểm rằng tri thức được sẻ chia là tri thức sống và tri thức nằm ở trong đầu của chúng ta. Nó không được cho ai cả, nó sẽ trở thành tri thức chết. Chúng ta cùng chia sẻ video này nhé và cùng gửi lời chào đến cô Lanh và ekip để chúng tôi cung cấp tới quý vị nhiều hơn những cái livestream tiếp theo. Và nhớ like page để chúng ta cập nhật liên tục các video từ số 1 đến số 9 và từ số 10 sắp tới cho đến số 100 quý vị nhé. Chúng ta cùng chào nhau nào. Để cô xem, cô Lanh xem là ai đã xem đây rồi. À, và quý vị thân mến, giống như cô Lanh đã chia sẻ trong cái livestream hôm qua, trong tháng 11 này thì fanpage Lê Thị Lan sẽ có một game show dành riêng cho những fan cứng. Và trong cái game show đấy thì những cái người mà được phong danh hiệu fan cứng và may mắn thì sẽ được trúng một bộ sách Lan sẽ trực tiếp ký tặng và gửi tặng cho quý vị. Cho nên quý vị follow like page để chúng ta hy vọng là được nhận những cái món quà đặc biệt rất bất ngờ đấy quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau chào nhau đi ạ. Xin chào nhớ Phạm Trung Trần. Vâng, dưới ánh nắng mặt trời không có gì cao quý hơn nghề dạy học. Chính xác là như vậy. Có một câu mà Lan cũng rất là thích đối với nghề giáo. Trong một cái bài thơ và khi mà những cái chia sẻ của một số trường mà hay đặt Lan nói chuyện về chủ đề 20 tháng 11 ấy thì Lan cũng rất thích cái chủ đề đấy và lấy cái câu thơ đấy ra là một cái bài đó là trọn đời con vẫn thưa cô lạy thầy. Đó là trong một bài lời trong một cái bài thơ thì cái câu mà trọn đời con vẫn thưa cô lạy thầy ấy, nó thể hiện cái tình yêu rất là lớn của người học trò đối với người thầy. Và người thầy của chúng ta thì không nhất thiết phải là cái người dạy chúng ta trên giảng đường, có thể là người thầy trong công việc, người thầy trong cuộc sống, người thầy trong mối quan hệ đối nhân xử thế, và bất kỳ ở đâu khi người học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện, đúng không Trung Trần? Xin chào Hạnh Nguyễn, xin chào Tiền Nguyễn, xin chào Vân Trần. Chúng ta lại gặp nhau rồi, chúng ta cùng chia sẻ video này nhé, bởi vì trong phần này thì cô Lan sẽ nói rất là nhiều những cái yêu cầu mới, tiệm cận với những cái yêu cầu của giáo viên quốc tế, những cái chuẩn của giáo viên quốc tế trong cái thời kỳ kỷ nguyên 4.0, làm sao để chúng ta có thể trở thành một cái người giáo viên mà đáp ứng và hội tụ được những cái yêu cầu chuẩn nhất, và từ đó để nâng cao cái giáo dục của chúng ta lên. Nói gì thì nói, người giáo viên có giỏi đến mấy mà thiếu kỹ năng kiến thức truyền đạt hoặc là không cập nhật được những cái tri thức nhân loại thì những cái mà họ dạy vẫn chỉ là những cái thứ rất là cũ rồi, và khi đã là cũ rồi thì không phải những cái gì cũ đều là tốt nếu như chúng ta không 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 biết cách để tiếp nhận những cái thông tin mới, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cùng nhau chia sẻ video này và đặc biệt là vào trong các group dành cho các bố mẹ và các thầy cô nhé, để các bố mẹ thì sẽ biết cách nhìn nhận và đánh giá những giáo viên theo cái yêu cầu mới, còn các thầy cô giáo thì khi biết được như vậy để họ có cái ý thức, có cái tinh thần, có cảm thấy là động lực, có cái động lực để mình tiếp tục phấn đấu cho cái sự nghiệp giáo dục con trẻ phía trước. Xin chào Hồng Duyên. Chúng ta chào nhau nhé để cô Lan có thể chúng ta comment chào nhau để cô Lan có thể nhìn thấy mọi người. Được không ạ? Ok. Cái máy này sẽ chậm hơn máy livestream một nhịp. Khoảng khoảng 3 4 giây gì đấy. Cho nên sau khi mọi người chào thì thường phải mấy giây thì Lan mới có thể nhìn thấy được. Chúng ta vẫn cứ có phần quà đó là một cuốn sách. Cô Lan sẽ ký tặng và gửi tặng cho bạn nào chụp được cái mắt cam xem nhiều nhất. Quý vị nhé. Trong 9 số vừa rồi thì bắt đầu từ số thứ 3 là số thứ 6 là đã có người thì sao?
Nhận được sách, và đã có 3 người nhận được sách rồi. Ủa sao mình không chia sẻ được nhỉ? Chính mình không chia sẻ được bài của mình các bạn ạ. À, theo các thầy cô, đối với người giáo viên của thời kỳ 4.0 thì cần phải có được những cái yếu tố tố chất, có những cái đảm bảo những cái tiêu chuẩn gì trong cái thời kỳ 4.0 này. Chúng ta cùng chia sẻ quan điểm của chúng ta đi. Chúng ta cùng comment bên dưới nhá. Sau đó là cô Lan sẽ nói cho mọi người nghe. Để mị nói cho mà nghe, đúng không? Có một câu ấy, để mị nói cho mà nghe. Hôm nay cô rất trẻ. Wow, thế có nghĩa là mọi hôm cô rất già đúng không? Có phải không? Mọi hôm cô rất già đúng không? Thực ra thì mình cứ nghĩ là mình trẻ thì lúc nào mình cũng sẽ trẻ. Còn mình mà nghĩ mình già thì lúc nào mình cũng sẽ già các bạn ạ. À. Có đúng không Trung Trần? Xin chào Bích Phượng. Mà Trung Trần là ai ta? Mình không biết ta. Trung Trần giới thiệu đi. Xin chào Hương Thu Kiều. Chào Duyên. Chào Gấm. Chào Gấm có fan cứng rồi kìa, ghê không? Chào Tuyết. Chào Vinamarcus Sơn Trà. Các bạn xem xong livestream này rồi đừng có giận cô Lan, là bởi vì tại sao cô yêu cầu đưa ra những cái tiêu chuẩn cao thế nhé. Mọi người nhớ like và share cho mọi người nghe nha. Trung Trần ơi giới thiệu đi, tại vì mình không không như không biết là hình như chưa gặp ở đâu hay sao ấy, hay là gặp trên livestream. Rất là hay, hôm nay cô Lan sẽ chia sẻ cái điều này rất là hay cho quý vị. Các yêu cầu đối với đào tạo trở thành một cái giáo viên thời kỳ 4.0. Hay lắm 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 nhá. Chia sẻ đi, chia sẻ đi. Mình đang định là cái 20 tháng 11 này ấy, đội mình sẽ đi hát karaoke. Cho nên bạn nào mà xem livestream này mà muốn tham gia hát hò với hội mình thì comment nhá. Chương trình sẽ được tổ chức vào tuần 4 của tháng 11. Và chúng mình sẽ hát thoải mái. Ok. Mình không hát được hay nhưng mà hôm đấy mình sẽ hát cho mọi người nghe. Em là giáo viên cùng ngành với cô á. Dạy cái gì hả thầy Trung Trần ơi? Thì hôm nay nghe cái video này sẽ rất là phù hợp đấy Trung Trần nhé. Xem clip của mình thôi hả? Hy vọng là có dịp sẽ gặp nhau nhá Trung Trần nhé. Bạn ở đâu? Mình thì ở Hà Nội và hay đi công tác các tỉnh. Xin chào cô giáo xinh đẹp. Cô giáo xinh đẹp nhỉ? Chẳng xinh đẹp lắm đâu. Già rồi. Xin chào Huyền, xin chào Huyền Châu. Ok, rồi bây giờ Lan bắt đầu vào bài ngày hôm nay nhá. Các bạn thân mến, quý vị thân mến, đối với một người giáo viên của bất kỳ một thời đại nào, chúng ta phải xác định được chúng ta là người định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội. Nói gì thì nói, các thầy cô giáo là những người truyền đạt tri thức. Nói gì thì nói, các thầy cô giáo đều là những người mà dạy cho chúng ta về mặt tri thức, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, định hình tính cách, có đúng không ạ? Và muốn như vậy thì nếu như những người thầy giáo, cô giáo được đào tạo với một cái hệ tư duy mới, với quan điểm tiếp cận với thời thời đại của mình, thì chắc chắn chúng ta mới có cơ hội tạo ra những công dân chạm được với cái tầm ngưỡng tư duy của thời đại đó. Còn nếu như những người thầy cô giáo mà không cập nhật những cái tri thức kiến thức mới, không đọc nhiều, không học hỏi nhiều, không tham gia các khóa học để nâng cao trình độ,
thì chắc chắn là những kiến thức đấy không thể nói là những cái kiến thức có thể đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Quý vị đồng ý với cô Lan không ạ? Cho nên ngay mở đầu livestream này, Lan muốn quý vị, nếu quý vị đồng tình với quan điểm đó thì hãy comment bên dưới rằng giáo viên là người định hướng, đóng vai trò giáo viên đóng vai trò là người định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội. Chúng ta cùng comment đi ạ. Giáo viên là người định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội. Rồi, xin mời quý vị. À, Trung Trần làm quản lý giáo dục hả? Có dịp thì giao lưu nhá, Trung Trần nhá. Một số bạn còn nói rằng là cái tư duy, chủ đề ngày hôm nay thì không phải là quản trị lớp à. Thực ra thì quản trị lớp nó là một cái phần rất nhỏ trong cái chuyên đề ngày hôm nay, nó là một cái like, một nội dung rất nhỏ trong cái chủ đề ngày hôm nay. Cho nên là trong cái phần mà chia sẻ đấy, một trong những cái yêu cầu đối với một cái giáo viên thời kỳ 4.0 thì quản trị lớp là một trong số đó. Cho nên các bạn có thể follow và theo nghe toàn bộ cái nội dung ngày hôm nay được nhá các bạn nhá. Giáo viên là người định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội. Đúng rồi. Ok. Và muốn giáo viên là người định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội thì các bạn phải biết là chúng ta phải học từ những người giỏi nhất. Chúng ta phải đọc những cuốn sách, những cái phương pháp giáo dục mới nhất, tiếp cận được những cái phương pháp giáo dục mới nhất. Cho dù chúng ta không có cơ hội đi học ở 63 tỉnh thành trong cả nước, không phải giáo viên ở tỉnh thành nào cũng có cơ hội tham gia các khóa học hiện đại và những khóa học mới. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm đến sách như là một phương pháp, như là một cách tìm gián tiếp đến một cái người thầy lớn của mình, thì đó cũng là hệ thống giải pháp cực kỳ tối ưu để các thầy cô giáo tiếp cận đến phương pháp mới. Cái thứ hai là các khóa học online hiện tại rất là nhiều, cho nên chúng ta có thể mua các khóa học online chỉ vài trăm ngàn, chúng ta có thể học được rất là nhiều. Cô Lan thì không không muốn nói trực tiếp cụ thể là cái khóa học nào và kênh nào. Tuy nhiên, muốn học cái gì thì phải do chính chúng ta tự tìm hiểu và nghiên cứu. Ngày hôm nay thì Lan sẽ nói đến những cái yêu cầu đối với chính vì cái chủ đề là quản trị lớp học hiệu quả là một phần ở trong cái chủ đề của ngày hôm nay là tư duy người giáo thế kỷ 21, tư duy người giáo thời kỳ 4.0. Thì chúng ta cần phải học từ những đất nước giỏi nhất, người ta yêu cầu gì về nghề giáo. Trong tất cả các quốc gia trên thế giới hiện tại, mạnh nhất về giáo dục không phải là một đất nước mà có một cái nền giáo dục khiến cho cả thế giới cần phải học, mà đó là Phần Lan. Quý vị ngạc nhiên không ạ? Đó là Phần Lan quý vị nhé. Phần Lan là một trong những cái quốc gia mà có nền giáo dục, có phương pháp giáo dục, có chính sách giáo dục và có đội ngũ giáo viên đang được đánh giá là tốt nhất thế giới hiện nay. Một đất nước mà ngay kể cả cường quốc về giáo dục như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật hay là các quốc gia có những cái trường đại học danh giá nhất thế giới vẫn phải đến Phần Lan để học. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Phần Lan có những cái yếu tố gì khiến cả thế giới phải đến đấy học? Đội ngũ giáo viên Phần Lan như thế nào? Thì trong cái cách đây khoảng hơn 2 năm khi mà tôi làm việc với cả đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, tại Hà Nội, ngay tại Hà Nội đây, thì trong quá trình làm việc tôi có nói rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng tôi quan tâm đến giáo dục Phần Lan. Thì đại sứ có chia sẻ với tôi rất nhiều thông tin, đại sứ có tặng tôi một cuốn sách về giáo dục Phần Lan. Và ông nói rằng cái cốt lõi của việc phát triển giáo dục của chúng tôi có được như bây giờ là bắt nguồn từ rất nhiều do yếu tố giáo viên, do đội ngũ giáo viên của chúng tôi. Và chúng tôi có những cái yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với nghề giáo. Ví dụ như là phải là những người giỏi nhất, phải là những sinh viên giỏi nhất mới được vào các cái trường sư phạm, mới được trở thành giáo viên. Thứ hai là đối với học sinh, đối với giáo viên mà dạy phổ thông ấy là bằng tối thiểu phải là bằng thạc sĩ. Các bạn nhé, đối với giáo viên dạy phổ thông của Phần Lan bằng tối thiểu phải là bằng thạc sĩ. Nghĩa là gì? Nghĩa là đối với họ cử nhân chưa đủ điều kiện, chưa đủ tiêu chuẩn để có thể dạy được học sinh phổ thông. Vì quan điểm của Phần Lan rất là rõ ràng. Đó là họ sẵn sàng trả cái mức lương cao nhất
Nghĩa là lương của giáo viên trong giáo dục Phần Lan nó trở thành một trong những cái hệ thống thang bảng lương cao nhất của quốc gia đó, chứ không phải là thấp như ở Việt Nam đâu ạ. Và vì vậy cái tiêu chuẩn đối với giáo viên rất cao, và những cái người giỏi nhất họ mới cho làm nghề giáo, bởi vì quan điểm của họ rất rõ ràng, giống như là anh vừa nói với quý vị ban đầu, đó là giáo dục nói chung và giáo viên nói riêng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội. Và như thế, những người kém, những người dốt, những người lười học, những người ngại đọc, những người không có tư duy nghiên cứu, những người không chịu tìm tòi học hỏi sáng tạo, không bao giờ được phép làm cái công việc định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội. Mà ngược lại, những người như vậy họ sẽ chỉ kéo tụt lùi sự phát triển tiến bộ của xã hội mà thôi. Thế thì nói như vậy để quý vị thấy là cái sự khắt khe của Phần Lan trong việc trong tiêu chuẩn đối với nghề giáo. Thì khi mà tôi hỏi rằng là tại sao đối với cả giáo viên phổ thông bắt buộc phải có bằng thạc sĩ, thì đại sứ có chia sẻ với tôi là đối với họ, đối với giáo dục Phần Lan thì trình độ cử nhân nó chỉ được coi là tốt nghiệp, mà gọi là tốt nghiệp một phần của chuyên ngành mà họ học thôi, chuyên một phần chuyên ngành thôi. Còn khi mà học thạc sĩ thì cái người đó mới được học về cái phương pháp nghiên cứu, về khả năng tự học, về kỹ năng tự học và khả năng đọc, phân tích, tổng hợp. Đồng thời, cái chuyên môn của họ mới được bồi dưỡng và rèn luyện sâu nhất có thể sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Đương nhiên là nếu như các bạn có bằng tiến sĩ và giáo sư thì ở Phần Lan rất là được trọng vọng và lương của bạn sẽ rất là cao. Nhưng cô Lan muốn quay trở lại cái câu chuyện là cái tiêu chuẩn đối với cả nghề giáo ấy. Họ có thể bằng của anh là bằng xuất sắc, nhưng nếu test, nghĩa là kiểm tra các chỉ số mà anh không có khả năng nghiên cứu, anh không có khả năng phân tích tổng hợp đánh giá, anh không có cái tư duy hiện đại, anh không sẵn sàng và không có kỹ năng hiểu, không có kiến thức để hiểu về tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh trong cái độ tuổi anh đang giảng dạy, thì anh cũng không bao giờ được đứng ở trong đội ngũ giáo viên của Phần Lan. Và ban đầu khi mà vào lớp học, người giáo viên cũng không bao giờ được phép giảng dạy luôn, mà gì ạ, phải luôn luôn là thực tập trong một thời gian dài, và trong quá trình thực tập phải làm báo cáo kết quả thực tập, và lúc đó đảm bảo được những cái tiêu chí nhất định, trải qua những bài kiểm tra nhất định thì anh mới trở thành giáo viên chính thức. Thế thì đấy là yêu cầu tiêu chuẩn của giáo viên tại Phần Lan, quốc gia mà có cái nền giáo dục phát triển nhất thế giới hiện tại, ở quốc gia mà có cái chính sách giáo dục đối với giáo viên, hệ thống lương bổng, chính sách đãi ngộ, an sinh xã hội đối với giáo viên tốt nhất thế giới hiện tại. Và nhờ vậy mà họ giống như là một cái điểm đến hiện đại nhất thế giới, để cho tất cả các mô hình giáo dục của họ, cả 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 thế giới học tập. Thì qua cái phần cô Lan chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể nhặt ra được những yếu tố như sau. Thứ nhất là yêu cầu đối với giáo viên thời kỳ 4.0, chúng ta nghe để chúng ta comment bên dưới nhé. Thứ nhất là giáo viên phải có khả năng tự nghiên cứu học hỏi, phải có khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi, tự hoàn thiện bản thân thường xuyên liên tục các bạn nhé. Giáo viên phải có kỹ năng tự nghiên cứu, tự học hỏi, tự hoàn thiện bản thân về cái phần chuyên môn của mình, cũng như là về văn hóa, về tư duy thường xuyên liên tục. Và chúng ta comment đi ạ. Rồi chúng ta cũng cứ cứ comment đi nhá, comment cái phần chúng ta vừa nghe. Chúng ta cùng comment nội dung vừa học đi ạ. À, có người nói nghe không rõ, mọi người có nghe rõ không ạ? Mắt view. À cả nhà ơi, mọi người vẫn cứ chụp ảnh mắt view nhá, và những mắt view cao nhất gửi về ban tổ chức sớm nhất thì tổ thư ký sẽ tổng hợp và cô Lanh sẽ ký tặng các bạn một cuốn sách. Hôm nay sẽ là sách về giáo viên nha mọi người nha. Đây, khoe luôn. Đây là cuốn sách mà Lanh sẽ gửi tặng cho ai ngày hôm nay chụp được mắt view cao nhất và gửi về cho ban tổ chức
đồng thời là sớm nhất nữa nhé mọi người nhé. Cuốn sách này mang tên là Đào tạo giáo viên hiệu quả của tiến sĩ Thomas Gordon. Cuốn sách này thì mới được dịch ra tiếng Việt và vừa mới xuất bản xong thôi. Và nhà sách Vương Gia là cái đơn vị xuất bản gọi là phân phối cuốn sách này cùng với nhà xuất bản Phụ Nữ. Thì khi khi mà nhà sách Vương Gia thì có rất là nhiều sách dịch hay, kết hợp với nhà xuất bản Phụ Nữ cũng là một cái đơn vị uy tín và dịch rất là nhiều những cái sách nổi tiếng từ nước ngoài bởi các nhà nghiên cứu về giáo dục nổi tiếng chứ không phải là những người dịch đơn thuần. Và tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương là một trong những người mà dịch sách lai lịch rất là cao. Cái khả năng dịch, khả năng biên tập và khả năng am hiểu về giáo dục rất lớn của anh. Cho nên là tất cả những cái sách nào của nhà sách Vương Gia ra là cô Lanh đều mua hết, và hôm nay thì mua 5 cuốn. À hôm qua chứ, hôm nay hôm kia rồi đã nhận 5 cuốn này rồi. Thì cho nên Lanh sẽ làm lấy kính này thành món quà để tặng cho các thầy cô ngày hôm nay chụp được mắt view cao nhất nhé. Các thầy cô nhé. 490, 97, 98 trang, gần 500 trang. Cuốn sách này gần 500 trang. Thì đây là một cuốn sách rất hay. Nếu như các thầy cô mà trong cái tiêu chí mà giáo viên cần phải có khả năng nghiên cứu đấy mà cô Lanh vừa nói đấy, thì đây là một cuốn sách sẽ giúp cho các thầy cô rất tốt nâng cao cái khả năng nghiên cứu của mình. Và khi chúng ta nhìn vào đây đấy, chúng ta đọc ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang yếu ở đâu, chúng ta đang thiếu ở phần nào để chúng ta bổ sung ra được. Bởi vì ngay trong các cái chương của cuốn sách, tác giả đều rất là nói rất là rõ cái quan điểm của mình khi viết cuốn sách này, đó là giúp cho những cái người thầy cô giáo, những cái người giáo viên họ có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tự biết mình những còn thiếu ở đâu để mình bổ khuyết cho cái kỹ năng của mình. Thì và quan điểm của tiến sĩ Thomas Gordon khi khi mua cuốn sách này đấy, khi mà làm cuốn sách ấy thì ông ấy có viết như sau: dành tặng những đứa trẻ đang đau khổ. Chính bọn trẻ đã thôi thúc tôi tìm kiếm phương thức mới nhằm giúp mọi người trở thành những bậc phụ huynh và giáo viên hiệu quả. Đúng không ạ? Cái điều mà chúng ta rất là phù hợp với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên quý vị lưu ý nhé, cô Lanh sẽ dành tặng cuốn sách này với giá là 119.000. Nhưng mà nếu mua thì sẽ được giảm 20%, nghĩa là chỉ còn khoảng 100.000 thôi. Nhưng một món quà thì sẽ ý nghĩa hơn, đúng không ạ? Chúng ta cùng chia sẻ video cho thật nhiều thầy cô giáo cùng xem nhé, và chúng ta comment xong chưa ạ? Nội dung cơ bản ở cuốn sách, à mình vừa nói rồi đấy, à mình sẽ nói qua một chút nhé. Nội dung của cuốn sách nói về việc là giáo viên cần phải làm gì để có thể làm tốt nhất, quản trị được tốt nhất cái lớp học của mình, cần phải bổ sung những cái kiến thức kỹ năng gì và dạy trẻ như thế nào, phương pháp dạy trẻ ra sao và cách giáo viên có thể tận dụng tối đa lợi ích của cuốn sách này như thế nào. Đấy là những cái chủ đề chính. Và đồng thời thì ông cũng nói rất là rõ về mối quan hệ giữa thầy và trò. Đây, cô Lan sẽ nói qua một chút về cuốn sách cho mọi người xem nhé. Đầu tiên, cái chương đầu tiên ấy là mối quan hệ giữa người dạy và người học. Thì trong cuốn sách này đấy, Thomas Gordon đã nói rất là rõ rằng là người dạy và người học có phải là quan hệ một chiều hay không? Không, mà đó là quan hệ tương hỗ, nghĩa là người thầy và người trò phải có cái sự tương tác trực tiếp với nhau, giống như cô Lanh đang nói với quý vị đấy đó. Cho nên quý vị phải có comment tương tác và phản hồi lại là vì vậy đó. Nếu như mà Lanh chỉ nói một mình thôi ấy, giống như theo cách truyền thống ấy, thì có nghĩa là chúng ta rất là buồn ngủ, đúng không ạ? Và mối quan hệ của chúng ta nó không chỉ là ở trên mạng, mà chúng ta có thể inbox cho nhau, gọi điện cho nhau, có thể hỏi nhau những cái vấn đề khó khăn. Ví dụ như vừa rồi là có bạn Trung bạn hỏi là cái mối quan hệ, cái cuốn sách này có nội dung gì, thì Lanh sẽ trả lời luôn, được chưa? Thì chương 1 là mối quan hệ giữa người dạy và người học. Đồng thời trong này thì tác giả đưa ra là những cái liên kết còn thiếu, những cái nội dung còn thiếu trong cái mối quan hệ giữa thầy và trò truyền thống từ trước đến nay. Vậy thì trong mối quan hệ hiện đại nó phải bổ sung cái gì? Thì cuốn sách này nó rất là rõ, quý vị nhé. Thứ hai là hình mẫu của mối quan hệ giáo viên và học sinh. Thì nếu như chúng ta xây dựng được một cái hình mẫu mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh một cách hiệu quả, chúng ta sẽ mang lại những cái giá trị rất lớn cho không chỉ chúng ta mà lớp lớp các thế hệ học trò. Thì hiệu quả là gì? Hiệu quả là không phải là chúng ta bắt học trò phải làm theo, chúng ta khiến cho học trò phải răm rắp tuân tất cả mọi mệnh lệnh của chúng ta. Mà quan điểm của Lanh, và khi mà Lanh đọc Thomas thì Lanh thấy là nó có một cái sự trùng trùng khớp,
Đó là người giáo viên đóng vai trò là người truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng, truyền cái động lực, thôi thúc, cái mong muốn, cái khát khao chinh phục tri thức đến cho học trò của mình. Chứ người giáo viên không phải là người đóng vai trò là người áp đặt, là người phân phối kiến thức, là người dạy một chiều, không phải là như thế. Nhưng rất tiếc ở Việt Nam hiện tại là cái vai trò của giáo viên nó chủ yếu là theo hướng một chiều, đại đa số là theo hướng một chiều. Còn cái phần phản hồi lại từ phía học viên, từ phía người học hầu như là rất là hạn chế. Thì đây là cái điều mà Thomas cực kỳ nhấn mạnh trong cái cuốn sách này, và ông cung cấp chủ yếu là hệ thống giải pháp quý vị nhé. Cho nên là các bạn rất là nên đọc, cho dù là không được tặng thì cũng rất là nên đọc cuốn sách này. Mọi người chụp mắt cam được nhiều chưa à? Tổ thư ký của chúng tôi vẫn đang tổng hợp nha. À, tôi luôn luôn có một cái nhóm là cứ phải nhắc tôi là phải bảo mọi người chụp mắt cam, mà tôi giảng thì tôi hay quên. Cô chia sẻ thêm về cô quan điểm về sư phạm và tương tác đã nghiên cứu từ lâu. Ok, mình sẽ nói. Rồi chương thứ ba là làm gì để giáo viên có thể làm gì khi học sinh gặp vấn đề. Chương thứ tư là những công cụ của kỹ năng lắng nghe chủ động. Giáo viên làm gì để học sinh gây rắc khi học sinh rắc rối, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong học như thế nào, vân vân. Thì cuốn sách này sẽ để đây, và ngay khi kết thúc livestream này thì Lan sẽ ký tặng cho cái người nào chụp được nhiều mắt cam nhất. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung tiếp theo nhé. Vậy vậy thì theo quan điểm của giáo dục Phần Lan, đó là cái người giáo viên phải có được cái khả năng nghiên cứu tốt, khả năng tổng hợp phân tích thông tin, khả năng sáng tạo từ những cái tri thức đã có và xây dựng một cái phương pháp học phù hợp với từng em bé. Được chưa ạ? Chúng ta cùng comment xuống bên dưới nội dung chúng ta vừa nghe nhé. Và nội dung thứ hai, yêu cầu đối với cái người giáo viên ấy, đó là chúng ta phải có kỹ năng quản trị lớp tốt. Kỹ năng quản trị lớp tốt. Chúng ta comment đi ạ. Kỹ năng quản trị lớp tốt. Cái quản trị lớp ở đây ấy, chúng ta phải hiểu nó không chỉ là việc cho học sinh trật tự và chúng ta lắng nghe chúng ta nói, không phải như thế. Cái kỹ năng quản trị lớp ở đây đó là trong một ngày học có bao nhiêu tiết học, chúng ta vẫn đảm bảo số tiết như vậy. Đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học thì không, giáo viên tiểu học thì ít có giáo viên thay thế, và giáo viên mầm non thì đa số là phải chăm sóc học sinh cả ngày, trừ một số tiết, ví dụ như tiết vận động này, tiết thể dục này, à lộn, tiết tiếng Anh này, hoặc là những cái tiết đặc thù khác, hội họa chẳng hạn thế. Còn lại đa số là giáo viên phải tự chăm sóc học sinh suốt cả một ngày. Thế thì làm thế nào để cho học sinh cả một ngày không chán cô và học sinh luôn luôn cảm thấy là yêu thích đến lớp? Thế thì cái việc quản trị lớp ở đây nó không phải bắt nguồn từ việc chúng ta ép trẻ phải nghe mình, mà chúng ta phải tạo dựng được mối quan hệ rất tốt đối với trẻ. Quý vị nhé, muốn quản trị được lớp tốt, chúng ta phải tạo dựng được mối quan hệ tốt với trẻ. Ví dụ, trong cách nói chuyện của chúng ta với trẻ phải đủ cái yêu thương, hòa ái, sẻ chia, giúp đỡ và tôn trọng. Trong cách chúng ta dạy cho trẻ một cái kiến thức mới cũng phải đủ sự tận tình, chu đáo, tâm huyết, kiên tâm. Trong cái phương pháp giảng của chúng ta phải có sự hấp dẫn, cuốn cuốn hút, lôi cuốn và có sức thuyết phục. Chúng ta ghi kịp không ạ? Ai ghi kịp comment bên dưới luôn đi nhé. Nào, bây giờ chúng ta comment đi ạ. Sau đó cô Lan sẽ tiếp tục giảng phần tiếp theo. Chúng ta cùng nhau comment nha. Chào anh Vinh. Anh Vinh ơi, trong quá trình nghe mà anh thấy giáo viên của anh cần cái gì thì anh cứ đặt câu hỏi luôn nhé. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Quan điểm sư phạm tương tác. Thực ra cái chữ quan điểm sư phạm tương tác ấy, nó khá là chung chung thầy thầy Trung Trần ạ. Mà nó phải được thể hiện bằng những cái chi tiết như là anh vừa nói ấy. Trong trong kỹ năng giảng, trong phương pháp giảng, trong cách giao tiếp. Việt Nam khá nhiều công trình hay về vấn đề này á, thầy chia sẻ đi ạ, cụ thể là công trình gì ạ? Mình rất là thích được được livestream với mọi người để nói chuyện với mọi người như thế này. Các bạn biết không? Quay trở lại với câu chuyện là tại sao tôi phải mất nhiều thời gian để livestream như vậy mà không quay video để up lên thành một cái bài giảng cho mọi người, thì xin thưa rằng là Lan thích là tất cả các bài giảng của Lan phải có sự tương tác qua lại.
phải có sự feedback của phía học viên, mọi người hiểu hay không, mọi người thích hay không, mọi người có cảm thấy là hấp dẫn và cuốn hay không. Chứ nếu như mà quay một cái video thì quá dễ dàng đối với tôi đúng không ạ? Tôi chỉ cần phải nói thêm một cái chuyên đề thôi thì nó quá dễ đối với tôi muốn là có cái sự tương tác với tất cả các bạn, và thông qua đó chúng ta kết nối với nhau, trở thành những cái người đạo hữu thân thiết, trở thành những cái người bạn của nhau, trở thành những cái người cộng sự, hoặc là thậm chí là hợp tác, hoặc là đồng môn vân vân. Thì cái đó mới là cái giá trị lớn mà Lan muốn thông qua cái livestream này chia sẻ đến cho mọi người. Và lại là quý vị hình dung là quý vị được nói chuyện với cô Lan trực tiếp, quý vị cũng sẽ thấy thích hơn đúng không ạ? Sẽ hiểu nhau hơn đúng không? Cái phần kỹ năng ấy, cái phần quản trị lớp ấy, thì phải được tách ra thành nhiều mảng. Mọi người lưu ý nhé, quản trị lớp ở đây nó phải bao gồm cả việc là sắp xếp tổ chức lớp học, bố trí lớp học khoa học ngăn nắp gọn gàng. Được chưa ạ? Sắp xếp tổ chức lớp học, bố trí lớp học ngăn nắp gọn gàng. Từ kỹ năng nghiệp vụ truyền đạt của giáo viên trong việc dạy học cũng như là tạo dựng mối quan hệ đối với học sinh. Từ kỹ năng truyền đạt của giáo viên trong việc giảng bài giảng và tạo dựng cái mối quan hệ đối với học viên, từ việc chúng ta phải tận tình lắng nghe, mọi người ghi nhé, mọi người vừa nghe vừa ghi nhé mọi người nhé, tận tình lắng nghe và giảng, à sự tận tình giảng, giải thích kỹ lưỡng chu đáo cho học viên khi mà học viên của chúng ta chưa hiểu bài, thì chúng ta phải làm được tất cả những cái điều đó cơ. Thì cái mối quan hệ giữa thầy và trò ấy, nó không còn là mối quan hệ đối trọng, nó không còn là mối quan hệ đối trọng nữa, mà nó sẽ là mối quan hệ hợp tác. Được chưa ạ? Cái thất bại lớn nhất của người thầy đó là tạo ra khoảng cách và tạo ra thế đối trọng giữa thầy và trò. Tôi luôn luôn cho là như thế. Mà phải chúng ta phải làm được cái điều này này. Cái thành công của người thầy ấy, đó là phải kết nối những đứa trẻ lại với nhau, kết nối những học viên của mình lại với nhau, và mối quan hệ giữa chúng ta với cả học viên phải là mối quan hệ khăng khít, gắn bó, mật thiết, có sự tương tác hỗ trợ qua lại giúp đỡ và động viên khích lệ lẫn nhau cơ, chứ không phải là mối quan hệ rằng là thầy luôn luôn đúng và trò luôn luôn sai, không có chuyện đó đâu ạ. Bởi vì tôi đi giảng rất là nhiều, kể cả cho đội ngũ lãnh đạo hay là giáo viên hoặc là học viên, là các bạn sinh viên mới ra trường hoặc là các cô thầy cô giáo, thì tôi nhận thấy là như này này, có thể trong lĩnh vực giáo dục truyền thống họ lĩnh vực giáo dục về Montessori mà tôi giảng cho họ, hoặc là về giáo dục sớm hoặc về phương pháp mới, họ không biết hoặc là họ chưa được tiếp cận liên tục thôi. Chứ còn khi họ đã học được thì họ ứng dụng, rất rất nhiều người ứng dụng rất là sáng tạo và thông minh, cho nên đã tạo ra những cái thành quả cực kỳ lớn, và đấy là điều tôi cảm thấy rất là tự hào. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu như tôi dạy theo kiểu là buồn ngủ, chán, mệt mỏi, đúng không quý vị? Giống như khi mà quý vị nghe tôi giảng đấy, nếu như mà mọi người nghe cô Lan giảng mà thấy cô Lan giảng đều đều bình bình thường thường, mọi người nghe không ạ? Chắc chắn là mọi người đã không ngồi đây rồi. Vậy thì chúng ta phải lưu ý rằng cái vai trò của người giáo viên tiếp theo, cái tiêu chuẩn của người giáo viên tiếp theo trong lĩnh vực Montessori nói riêng và giáo dục nói chung, cái yếu tố tiếp theo đó là giáo viên phải là người truyền cảm hứng. Giáo viên phải đóng vai trò là người truyền cảm hứng, truyền khả năng sáng tạo, truyền cái khả năng chinh phục tri thức đến cho học trò. Giáo viên phải là người truyền cảm hứng, truyền khả năng sáng tạo, truyền khả năng chinh phục tri thức đến cho học trò. Chúng ta comment đi ạ. Chúng ta nghe đến đâu chúng ta comment đến đấy nhé. Trung Trần ơi, mình comment dài dài ra để mọi người đọc cho nó liền mạch. Đúng rồi. Action. Chúng ta vừa nghe nhé, khi mà học những cái buổi online như vậy đó, để mọi người biến thành kiến thức của mình, mọi người kết hợp giữa là tai nghe này, mắt nhìn này và tay đánh. Dạ, tay đánh mạnh. Chúng ta comment nội dung đi ạ. Và nhớ là đừng quên chụp kênh mắt cam nha. Kênh mắt cam để chúng ta nhận được quà. Đúng rồi, giáo viên phải là người truyền cảm hứng, truyền khả năng sáng tạo và truyền khả năng chinh phục đến học trò. Câu này ấy, thì nó thay cho cái câu nói là nó là một cách nói đi nói khác đi của cái câu là người thầy giáo dục ấy đóng vai trò là định là thắp lửa chứ không phải là
nhét đầy một bụng tri thức, nó kiểu kiểu như vậy. Tuy nhiên cái việc mà thắp lửa ấy, đối với tôi nó hơi bị cái phạm trù nó không được rõ ràng. Tôi thích cái câu là người truyền cảm hứng hơn, bởi vì chúng ta phải giỏi như thế nào đó, chúng ta phải xuất sắc về mặt chuyên môn, chúng ta phải có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm vững, chúng ta phải xử lý tình huống sư phạm khéo, chúng ta phải có một cái quan điểm mô phạm, thì chúng ta mới khiến cho học trò của chúng ta tâm phục khẩu phục được. Quý vị đồng ý với cô Lan không ạ? Nếu như chúng ta không đạt được cái tầm ngưỡng đó thì không bao giờ chúng ta có những học trò gan ruột của chúng ta, không bao giờ chúng ta có cái thế thế hệ gọi là thế hệ truyền thừa cái tinh hoa của chúng ta. Và quý vị thử nghĩ lại mà xem, ở Việt Nam có rất nhiều người thầy giỏi về mặt chuyên môn, nhưng khi mà thầy mất đi, ngoài mấy cuốn sách của thầy ra, hoặc thậm chí có những người chỉ có một hai ba cuốn sách, thì hầu như không có người kế thừa cái và phát triển tiếp tục cái công trình của thầy đang nghiên cứu. Không phải ai cũng làm được điều đó quý vị ạ. Còn cái người thầy lớn ấy, cái tầm vóc vĩ mô ấy, là họ phải sẵn sàng là người chia sẻ, sẵn sàng là người mang cái tri thức và kiến thức mới đến cho học viên, đồng thời là cùng với học viên, cùng với học trò, cùng với cộng sự, đồng nghiệp và đối tác của mình phát triển liên tục, hoàn thiện liên tục các phiên bản bài giảng để làm gì ạ? Để mang đến cho học viên của chúng ta, mang đến cho học trò của chúng ta những cái kiến thức mới, những cái kinh nghiệm mới, những cái chúng ta rút kinh nghiệm mới từ hệ thống các bài học của mình. Thì tôi nói thật là không phải người giáo viên nào cũng có thể làm được điều đấy. Và nếu như chúng ta hơn 1 triệu giáo viên Việt Nam làm được điều đấy thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được và đóng vai trò thực sự là người định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội. Còn khi mà chúng ta chưa thực sự là những cái người mà có thể tự sáng tạo kiến thức, học được, tự 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 mình phải có cái phương pháp truyền đạt hấp dẫn, nâng cao, nâng cấp bản thân, thì rất là khó quý vị ạ, rất là khó. Một bạn học trò chỉ vì không tố giác bạn mình với cô đã bị cô quy kết và khẳng định là đồng phạm, mặc dù trò khẳng định em không phải đồng phạm nhưng cô vẫn khăng khăng em là đồng phạm, dẫn đến trò ức chế và hét lên em không phải đồng phạm, và kết quả bị ghi vào mục vô lễ với giáo viên, đau lòng thay. Ok, thì đó, khi mà xảy ra một cái tình huống sư phạm như một cái bạn vừa comment vừa rồi đó, bạn Trang vừa comment vừa rồi đó, thì ở đây đầu tiên cái lỗi sai thuộc về người lớn, đó là người giáo viên chưa tìm hiểu xem vì sao cái bạn học sinh vừa rồi có những cái mâu thuẫn, hoặc là mà điều mà giáo viên đang nghĩ là đồng phạm, vì sao mà bạn ấy lại tham gia một cái sự vụ mà dẫn đến giáo viên nghĩ là đồng phạm. Thì trong cái tình huống này chúng ta phải tìm hiểu từ phía cái bạn học sinh đó và từ phía cả các bạn học sinh khác nữa. Khi mà chúng ta tìm hiểu thông tin từ nhiều phía, chúng ta mới có được cái sự nhìn nhận đúng mức về học trò và phân tích cho từng học trò một cách trên tinh thần là tôn trọng và hợp tác. Chứ nếu như chúng ta vừa mới tiếp nhận thông tin xong, theo cái phán đoán cá nhân và thiển cận của chúng ta, lập tức đánh giá là bạn đấy là người đồng phạm thì rất là nguy hiểm. Vì thứ nhất là nó sẽ khiến cho đứa trẻ không phục. Thứ hai, nó sẽ khiến cho em bé cảm giác là em bé không được tôn trọng. Thứ ba, sẽ khiến cho em bé có cảm giác là em bé giống như kiểu là một thứ bỏ đi vậy đó. Và cái nguy hiểm hơn nữa đó là có những đứa trẻ nó không chịu được những cái áp lực tâm lý như vậy và nó sẽ tự tử hoặc là nó sẽ bỏ nhà đi. Thì đôi khi chỉ vì một cái sự quá thiển cận và quá kém trong việc xử lý tình huống sư phạm, hoặc là quá vội vàng trong việc xử lý tình huống sư phạm, thì cái người giáo viên đã giết chết và làm tổn thương cực sâu cái đứa trẻ của mình. Vì thế mà các bạn trong trong nghề giáo ấy, chẳng phải tự nhiên mà người ta cho chúng ta một cái danh hiệu rất là mỹ miều rằng giáo viên là người cái gì ta, là kỹ sư tâm hồn. Thật đấy quý vị ạ, là kỹ sư tâm hồn, vì chúng ta không chỉ gieo vào cho trẻ cái tri thức, không chỉ dạy cho trẻ về mặt tri thức, mà chúng ta còn truyền cái cảm hứng sống tích cực, truyền cái lối sống nhân văn, truyền cái hành xử văn hóa, cái điều, tất cả những cái điều đó định hình phát triển cái tính cách của đứa trẻ. Cho nên trong giáo dục Phần Lan ấy, quý vị có thể ghi ngay vào, đó là một trong những yêu cầu đối với giáo viên nghề giáo thế kỷ 21, đó là chúng ta phải làm được cái việc là định hình và phát triển nhân cách tích cực, hoài bão lớn,
dung dưỡng cái hoài bão lớn của học trò. Thì ạ, định hình và phát triển những cái tính cách, định hình phát triển những cái tính nhân cách tích cực của học trò và giúp cho học trò trở thành những cái người có hoài bão lớn. Đó, chúng ta comment đi ạ. Bởi vì khi mà chỉ khi chúng ta định hình được cái hình thành phát triển những cách cho học trò đấy thì chúng thì Phần Lan ấy họ họ còn nói như thế này cơ. Mục đích của việc đào tạo giáo viên, mục đích của việc đào tạo giáo viên đó là phải đào tạo được những cái người mà giáo dục được những cái công dân kiểu mẫu, những người sẽ khai hóa văn minh cho người dân Phần Lan. Quý vị thấy kinh khủng không? Khai hóa giáo dục còn đóng vai trò là khai hóa văn minh cho người dân Phần Lan, chứ không chỉ đơn giản là định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội đâu. Khai hóa văn minh, và đối với họ là cái việc mà củng cố bản sắc dân tộc và khai hóa văn minh ấy, là cái vai trò giáo dục đóng vai trò cực kỳ lớn, quý vị ạ. Và yếu tố tiếp theo đấy là định yếu tố về quy tắc ứng xử giữa thầy và trò trong cái thời kỳ mới. Thì cái yếu tố giữa thầy và trò như cô Anh vừa chia sẻ vừa rồi, đó là chúng ta phải làm sao để mối quan hệ thầy trò là mối quan hệ mà có cái sự qua lại hợp tác tích cực, chứ nó không chỉ là mối quan hệ một chiều. Được chưa? Chúng ta comment đi ạ. Mối quan hệ thầy trò là mối quan hệ qua lại, chứ không phải là mối quan hệ hợp tác một chiều. Thì khi cái mối quan hệ qua lại ở đấy thì nó phải được xây dựng dựa trên cái sự tôn trọng, dựa trên cái sự tôn trọng, tinh thần bác ái, hợp tác, kiên nhẫn. Được chưa ạ? Thì chúng ta mới những mong xây dựng được một mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, và chính những nhờ những cái người thầy mà có cái tư tưởng lớn như thế, sẵn sàng vị tha và bao dung với những đứa trẻ. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của con gái tôi khi mà bạn ấy học ở cái trường cấp 2. Thì khi mà xảy ra những cái mâu thuẫn vì cấp 2 mà, cho nên là cái tuổi đấy là tuổi nổi loạn khủng khiếp. Nhưng mà các bạn ấy có một ông thầy tuyệt vời, ông thầy chủ nhiệm tuyệt vời. Tôi phải khẳng định rằng là cái người thầy tôi đánh giá rất là cao. Bất kể một cái mâu thuẫn gì ra trong học, thầy đều giải quyết một cách rất là dí dỏm, nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những khi thầy rất là nguyên tắc và nghiêm khắc. Nhưng thầy nguyên tắc và nghiêm khắc và đưa ra những cái hình phạt mà khiến chúng phải tâm phục khẩu phục, khiến chúng cảm giác là thầy phạt nhưng không phải là phạt, khiến cho học trò về: mẹ mẹ hôm nay con bị thầy phạt. Nó nói một cách rất là hào hứng và hứng khởi như vậy. Thầy phạt như thế nào, thầy phạt như thế này. Thế đâu phải là phạt đâu. Thế mà cả lớp con đứa nào nó cũng yêu thầy đấy mẹ, và chúng nó nghe lời thầy dăm dắp. Thế thì cái sự sáng tạo của người thầy nó sẽ khiến cho đứa trẻ có cảm giác là ở cuộc sống này nó có nhiều cách để đến với nhau bằng tình yêu lắm, chứ nó không chỉ đơn giản là bắt buộc phải cứng nhắc theo một cái khuôn khổ nhất định. Hay như là trước khi bắt, bởi vì học toán thì rất là chán mà lớp trường đấy là trường chuyên toán, trước khi bắt đầu một buổi vào học toán thì bao giờ ông thầy cũng kể nghìn lẻ một đêm, kể những cái câu chuyện nghìn lẻ một đêm cho học sinh nghe. Và đến cái phần hay nhất thì thầy bảo thôi được rồi, giờ chúng ta học toán nha. Thầy đang kể như vậy. Thôi rồi bây giờ chúng ta học toán nha. Và buổi sau thì thầy sẽ lại kể tiếp tục cho các con nghe. Và chính cái điều đó khiến cho học sinh nó cảm giác là cái tiết học nó rất là nhẹ nhàng, và nó bắt đầu với một cái câu chuyện nghìn lẻ một đêm như thế. Đứa trẻ cảm giác là ông thầy giống như cái bộ bách khoa toàn thư vậy đó quý vị ạ. Và nó thực sự là khâm phục ông thầy thật. Và chính vì khâm phục ông thầy, chính vì yêu mến thầy, chính vì trọng thầy, cho nên chúng từ những đứa học ngại học toán, sợ học toán, kém học toán, chúng bắt đầu là mày mò tìm tòi, bắt đầu đi học thêm, bắt đầu hỏi bạn và bắt đầu dám hỏi thầy. Thì đây là những cái điều mà chúng ta cũng rất là nên ứng dụng trong cái lớp học của mình, chứ không nhất thiết là chúng ta phải cứng nhắc theo một cái khuôn khổ nhất định nào cả, quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng ta comment nội dung chúng ta vừa thấy đi ạ.
À, tôi xin chia sẻ thêm cái câu chuyện về giáo viên Phần Lan, đó là chính vì họ rất là được coi trọng trong cái hệ thống giáo dục quốc dân, cho nên có một cái khi mà các đơn vị khác đến muốn tham quan học tập tại Phần Lan vậy đó, thì cái yếu tố tôn trọng giáo viên và học sinh trong lớp học rất là cao. Khi mà thầy hiệu trưởng dẫn đoàn của các nước đến tham quan một lớp học, nếu như mà nếu như mà cái người giáo viên đấy chưa sẵn sàng và cái tiết học đấy chưa thể cho khách vào được, thì người giáo viên có quyền từ chối, có quyền từ chối hiệu trưởng và lãnh đạo của các quốc gia rằng giờ này thì chưa thể vào được và xin vui lòng đợi chúng tôi vài phút nữa sau khi mà chúng tôi xong cái phần ABC gì đó thì chúng tôi sẽ mời quý vị vào. Thì để quý vị thấy là cái sự riêng biệt và cá nhân hóa từng giáo viên trong lớp học cực kỳ được lưu tâm. Và cho nên mới có cái câu rằng là giáo viên Phần Lan ấy, họ chỉ sợ là bị học sinh, bị phụ huynh chỉ trích thôi, bị coi thường thôi, chứ còn họ không sợ sếp, bởi vì dù là sếp, dù là hiệu trưởng hay là lãnh đạo các phòng, các sở ban ngành gì chăng nữa, đối với họ họ không sợ. Bởi vì sao? Họ luôn là người sẽ làm, họ biết sẽ phải làm tốt nhất những gì cho học sinh của mình, vì họ được trang bị những cái kiến thức nền, kỹ năng và phương pháp tự học tự nghiên cứu rất tốt, cho nên họ rất là tự tin vào cái kiến thức và kinh nghiệm kỹ năng họ để dạy cho học trò, dạy cho đứa trẻ và hiểu từng đứa trẻ, uốn từng đứa trẻ theo cái khả năng của từng đứa trẻ đó. Thì cô Lanh chia sẻ như thế để quý vị thấy rằng khi chúng ta có tri thức, chúng ta thường xuyên cập nhật tri thức của mình, chúng ta hiểu rằng cái ngoài kia người ta yêu cầu đối với một nghề giáo như thế nào, chúng ta biết cách tùy biến cái kiến thức trong sách giáo khoa với từng học sinh ra sao, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là tự tin đối với cả đối với nghề của mình và tự tin sống với nghề của mình, quý vị ạ. Hoặc là yêu cầu của giáo viên theo cái trình độ mới là phải nói được hai ngôn ngữ. Ví dụ như là người Phần Lan ấy, họ sẽ phải học hai thứ tiếng là bắt buộc. Một là tiếng Phần Lan và hai là tiếng Anh. Tiếng Phần Lan là có những cái tiếng địa phương riêng nhé các bạn nhé, chứ không phải là Phần Lan là họ nói bao toàn tiếng Anh đâu nhé. Cho nên cái người giáo viên của Phần Lan ấy, họ luôn luôn ý thức được cái điều đó. Và cũng có một số trường ở Phần Lan dạy cả bằng tiếng Pháp. Vậy còn tiếng Pháp. Ngoài ra thì khi mà dạy giáo viên đó, các bạn phải thường xuyên có được những cái khóa học, tham gia các cái khóa học nâng cao ngắn hạn và dài hạn khác nhau để bổ sung cho cái kiến thức kỹ năng của mình. Ví dụ như đối với giáo viên mầm non hiện tại, trên bàn của cô Lan bây giờ đang là ba trong số rất rất nhiều hàng trăm cái tiểu luận, vị thế không ạ? Hàng trăm cái tiểu luận về Montessori mà các bạn học viên của chúng tôi sau khi học khóa giáo viên Montessori tốt nghiệp, các bạn ấy viết. Ví dụ như cái tiểu luận này của bạn ấy là bao nhiêu trang ta? Rồi, bạn ấy không đánh số trang này. Nó phải 400 trang. Gần 400 trang. Thì ví dụ đây là một cái tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa sau khi các bạn ấy học cái khóa giáo viên Montessori của chúng tôi, ứng dụng phương pháp Montessori trong đào tạo mầm non và tiểu học tại Việt Nam. Thì tốt nghiệp một khóa học đó, trong quá trình học thì bên cạnh cái việc các bạn ấy học về kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ xử lý tình huống sư phạm, yêu cầu đối với giáo viên Montessori, cách quản trị lớp, cách làm giáo án, cách giảng dạy theo cái tiêu chuẩn, thì các bạn ấy phải hoàn thành cái tiểu luận. Và có 3 tiểu luận đối với cả giáo viên mầm non và một tiểu luận đối với cả giáo viên trợ tá. Thì trong cái quá trình làm tiểu luận này thì tôi mới nhận thấy rằng là rất nhiều giáo viên mầm non chưa bao giờ làm tiểu luận. Bởi vì học trung cấp là không không biết tiểu luận là gì. Và không biết tiểu luận là gì có nghĩa là các bạn ấy hoàn toàn không học, không được dạy về kỹ năng nghiên cứu, về phương pháp nghiên cứu, kỹ năng tổng hợp phân tích thông tin và tạo ra tri thức từ những cái gì các bạn đang học. Thì đấy là một cái điều rất là nguy hiểm trong cái nghề giáo. Vì sao? Vì như vậy thì chúng ta muốn tiếp cận đến một cái gì đó mới là chúng ta không có cái kiến thức nền, không có kỹ năng và không có nghiệp vụ để chúng ta làm được. Và chúng ta cứ phải chạy theo những cái mà người ta làm sẵn cho mình. Thì bộ não của chúng ta nó sẽ bị cũ mòn đi, nó sẽ bị lạc hậu đi. Đó là cái điều mà cô Lan thấy là rất là nguy hiểm. Nhưng khi học ở đây thì các bạn giáo viên của chúng tôi được học rất là nhiều về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp nghiên cứu. Và một yêu cầu tiếp theo, chúng ta comment nhé, yêu cầu tiếp theo đối với cả giáo viên mầm non, đó là các bạn phải có được cái văn hóa hành xử, xây dựng cho mình cái kỹ năng giao tiếp và văn hóa hành xử đẹp. Chúng ta comment đi ạ, kỹ năng giao tiếp và văn hóa hành xử đẹp. Hãy
Đúng rồi. Rồi, kỹ năng giao tiếp. Cái kỹ năng giao tiếp đối với giáo viên mầm non ấy, tiểu học hay là cấp 2, cấp 3 thì nó có sự khác nhau. Tuy nhiên nó sẽ có những cái điểm chung. Điểm chung thứ nhất đó là cái người giáo viên phải luôn ở một cái tâm thế, chúng ta comment luôn nhé, khi cô Loan nói đó chúng ta comment luôn, chúng ta phải luôn có một cái tâm thế hòa ái. Trong tất cả mọi vấn đề khi mà chúng ta giải quyết sự việc, chúng ta phải dựa trên cơ sở của tinh thần hòa ái, kiên nhẫn, để khi chúng ta giải quyết bất kỳ một cái điều gì, cho dù chúng ta dạy cho học sinh hay chúng ta giải quyết những cái mâu thuẫn nội bộ hay chúng ta giải quyết những cái tình huống sư phạm xảy ra trong lớp học, thì cái yếu tố hòa ái và kiên nhẫn nó sẽ là yếu tố nền tảng để cái người giáo viên tránh cái hiện tượng bạo lực học đường hoặc là sốc nổi giải quyết nó bị mang tính chất là quy chụp, mà mang chất là thiền cận, mang chất là định kiến thì đều không được quý vị nhé. Chị ạ. Thứ hai là chúng ta phải trong cái hành xử văn hóa, chúng ta phải trang bị cho mình cái sự am hiểu biết về văn hóa truyền thống của vùng miền mà chúng ta đang giảng dạy. Được chưa ạ? Đồng thời cập nhật những cái yếu tố tiêu chuẩn văn hóa mới, những cái yếu tố tiêu chuẩn văn hóa mới, các hành xử văn minh mới để chúng ta tránh bị xung đột đối với học viên của chúng ta. Được chưa ạ? Và cái sự tiếp theo mà cô Lanh đánh giá rất cao cái vai trò của người giáo, đó là sự tinh thần thỏa hiệp. Tinh thần, à xin lỗi, không phải là tinh thần thỏa hiệp mà là tinh thần thảo luận. Phải có tinh thần thảo luận, hợp tác đối với trẻ, tinh thần hợp biết cách thảo luận và hợp tác đối với trẻ. Và yếu tố thứ tư trong cái hành xử văn hóa đó là cái sự lịch lãm, nho nhã và uyên bác. Được chưa ạ? Lịch lãm, nho nhã và uyên bác. Đó là những cái điều mà đối với cả một cái người giáo viên chúng ta cần phải có. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái tiêu chuẩn khác đối với cả giáo viên. Thì cô Lanh sẽ nói nhanh những cái tiêu đề để cho mọi người có thể nắm được nhé. Trong cái nguyên tắc mà dạy trẻ, nhân đây thì cô Lanh cũng chia sẻ nhanh những cái nguyên tắc mà dạy trẻ theo phương pháp Montessori. Thứ nhất là chúng ta phải tôn trọng trẻ này. Thứ hai là chúng ta phải tôn trọng cái sự tự do di chuyển của trẻ trong lớp học. Cái tự do di chuyển ở đây ấy, thì chúng ta phải hiểu là tự do di chuyển trong cái khuôn khổ nhất định. Ví dụ khi mà trẻ đang không muốn làm cái việc này mà chúng ta có thể để trẻ sang hoạt động khác, và chúng ta cảm thấy việc đấy tốt hơn cho trẻ, thì chúng ta sẽ để cho con có thể có những hoạt động khác ở trong lớp học, chứ không nhất thiết phải là cả lớp phải theo một cái hoạt động nhất định. Dạy cho trẻ sự tự lập, dạy cho trẻ kỹ năng giao tiếp, hình thành phẩm cách phẩm giá của người giáo. Thì trong cái chương trình hôm nay đó, thì bên cạnh cái cuốn sách mà cô Lan giới thiệu tới quý vị, đó là Đào tạo giáo viên hiệu quả, thì quý vị rất là nên đọc quý vị nhé. Trong cuốn sách này thì ngoài việc chúng ta đọc cho chính mình, thì chúng ta cũng có thể với những cái người làm công tác quản lý để có thể dạy lại cho các giáo viên của chúng ta, hình thành các cái tiêu đề, cái khóa học để có thể dạy được cho giáo viên. Và khi mà quý vị tìm đọc về sách và nên đọc một cuốn nữa, đó là Phẩm cách, cái bộ ba cuốn sách là Phẩm cách cha mẹ, Phẩm cách phụ nữ và Phẩm cách quốc gia, cũng là của nhà sách cái gì Vương Gia, của nhà sách Vương Gia. Thì đó là bộ sách mà người Nhật khi mà họ cải cách giáo dục họ đã viết để thúc đẩy cái sự phát triển và cái hiệu quả phát triển giáo dục gia đình. Thì đối với cái người giáo viên, nếu chúng ta hình thành những cái phẩm cách và cái xây dựng cái cuộc sống của chúng ta tốt, thì chúng ta sẽ dạy được cho học sinh của chúng ta tốt hơn. Đó là những cái nội dung mà cô Lanh muốn chia sẻ ngày hôm nay. Không biết là chúng ta có muốn đặt câu hỏi gì cho cô không ạ? Bây giờ chúng ta là thời gian để chúng ta đặt câu hỏi nhé. Ở Phần Lan ấy thì chỉ có giáo viên mầm non thì người ta chấp nhận bằng cử nhân thôi.
cử nhân nghĩa là tốt nghiệp đại học nhé các bạn nhé. Còn tất cả các cấp học khác thì bằng tối thiểu phải là bằng đại học, à phải là bằng thạc sĩ. Cho nên nếu như chỉ có trung cấp thì lại không càng bao giờ được đứng lớp. Sơ cấp thì lại càng không bao giờ, chứ chưa nói đến cái chuyện là cao đẳng à, gì chỉ phải là đại học cơ. À, theo tổ thư ký của chúng tôi tổng hợp thì đến thời điểm hiện tại là có bạn Nguyễn Huyền Trang có số mắt view gửi tin nhắn có mắt view cao nhất và nhanh nhất. Chúc mừng bạn Nguyễn Huyền Trang nha. Đúng rồi em, đồng tâm, đương nhiên rồi. À, thầy cô giáo tôn trọng trẻ thì bố mẹ cũng cần phải như vậy. Trung Trần bảo là hôm nay em có comment rất nhiều, cô tặng sách cho em đi. Trung Trần ơi, em có chụp được mắt view cam cao nhất không? Em gửi vào trong inbox của page nhé. Hình như Huyền Trang thì đã thành công rồi hay sao ấy nhỉ? Hôm nay là cuốn sách hay nhất đấy Trang ạ, mới nhất luôn, vừa mới xuất bản. Rồi cả nhà ơi, chúng ta có muốn gửi lời gì đó tới cô Lan trước khi kết thúc livestream này không? Mọi người nghe, mọi người có thấy bổ ích và hiệu quả không? Chúng ta nghe có thấy vô đầu vô tai mình không? Tổ thư ký tổng hợp giúp cô Lan đi ạ. Phần thưởng sẽ trao cho ai ạ? Rất là nhiều tin nhắn mà mình thì không check được. À vâng, quý vị thân mến, vậy là trong một tiếng ngày hôm nay cô Lan đã chia sẻ tới quý vị về các cái một số, không phải tất cả nha quý vị nhé, một số những cái tiêu chuẩn và yêu cầu đối với cả giáo viên thời kỳ 4.0, và trong những cái yêu cầu đó là những yêu cầu chung. Tuy nhiên đã gọi là thời kỳ 4.0 thì cái những cái yêu cầu cuối cùng và điều kiện cuối cùng đối với cả giáo viên cần phải có đó là các thầy cô phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc nghiên cứu, tra cứu, giảng bài, soạn giáo án điện tử. Các thầy cô phải biết sử dụng máy tính một cách thành thạo. Tôi thấy rất là nhiều người khi mà đi học các khóa học giáo viên của chúng tôi là không biết sử dụng máy tính, không biết làm PowerPoint, không biết đánh máy vi tính nhanh và đánh rẹt kiểu chậm sờ sờ từng tí một ấy. Thì mình hay trêu rằng là mình có một cái phần thưởng trị giá 2 triệu mấy năm nay rồi và bây giờ được nâng thành 3 triệu, là ai có thể đánh máy vi tính 10 ngón thắng mình là mình sẽ tặng luôn 3 triệu cho người đó. Và đến bây giờ thì rất nhiều lớp thế hệ học viên và kể cả các thầy cô giáo ở trong viện chưa mà ai có thể thắng được tôi cả. Thì đấy là điều tôi rất là buồn. Thì quý vị thân mến, thực ra học đánh máy vi tính 10 ngón rất dễ, và khi đánh máy được rồi thì quý vị sẽ cảm thấy là à, cuộc đời mình nhắm mắt mất điện mình vẫn có thể làm được. Đấy, mất điện thì các bạn dùng laptop các bạn cũng có thể làm được. Nó không bị giới hạn cái tri thức của chúng ta và không bị giới hạn cái thời gian và tốc độ xử lý công việc của chúng ta. Cho nên người giáo viên muốn đóng vai trò định hướng sự phát triển tiến bộ của xã hội, hình thành phẩm cách uy tín của phẩm cách nhân văn, khai sáng xã hội, thì người giáo viên phải là người làm chủ được phương tiện của thời kỳ 4.0, thành thục sử dụng máy vi tính, khai thác máy vi tính để phục vụ cho công việc, sử dụng internet cho công việc, và đặc biệt là quý vị phải hình thành cho mình cái khả năng nói thật tốt, khả năng thuyết trình tốt, hấp dẫn và sử dụng và có nhiều vốn từ, và muốn có nhiều vốn từ chúng ta phải đọc sách nhiều quý vị nhé. Và cái bộ sách ngày hôm nay thì xin chúc mừng bạn Nguyễn Huyền Trang. Sau khi canh rất nhiều số livestream thì ngày hôm nay phần thưởng cuốn sách này đã thuộc về Nguyễn Huyền Trang, đã gửi số mắt view cao nhất và thời gian nhanh nhất. Chúc mừng Nguyễn Huyền Trang nhé. Sau cái livestream này thì cô sẽ ký tặng và gửi về cho em luôn. Cảm ơn em đã dõi theo và ủng hộ những cái livestream của chúng tôi và hy vọng nó sẽ hữu ích với em. Còn bạn Trung Trần, hãy có đôi lời giới thiệu về mình với chúng tôi để hy vọng trong cái livestream sau em sẽ được tặng sách nhé. Cảm ơn tất cả các thầy cô, cảm ơn quý vị đã dõi theo và đồng hành cùng với livestream số 9. Và ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với livestream số 10. Và đây là một livestream rất rất đặc biệt. Không chỉ có sự xuất hiện của mình là anh đâu, mà sẽ có sự xuất hiện của thêm một số người nữa.
Và trong cái livestream ngày mai thì cô Đanh sẽ bật mí 10 cái livestream tiếp theo, 10 cái top tiếp theo có những cái chủ đề gì và chuyên về Montessori hay là có những cái gì mới nữa, thì quý vị cùng dõi theo 12 giờ trưa mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.